Phẩm thứ ba, tập tương ưng tiếp theo. Kinh: Xá Lợi Phất Thưa Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát có trí huệ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật? Vì sao Bồ Tát trú được nơi bất thối chuyển địa dẫn đến thanh tịnh Phật đạo? Luận: Ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ trong chúng có trí huệ bậc nhất. Khi nghe Phật nói trí của Bồ Tát thắng hơn trí huệ của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, tuy Ngài đã thấu suốt nhưng vẫn muốn hỏi Phật để được Phật giải đáp rộng hơn, để người đời sau được rõ. Hỏi: Vì sao nói hàng Bồ Tát thắng hơn hàng Thanh Văn và trú nơi bất thối chuyển địa và thanh tịnh Phật đạo? Nếu chẳng có hàng Thanh Văn không nhận Phật sự, thì làm sao Bồ Tát có thể thanh tịnh được Phật đạo? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất thường theo bên Phật chuyển pháp luân, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ngài vì lợi ích chúng sanh, muốn chúng sanh thành Phật đạo mà nêu lên các câu hỏi để Phật giải đáp, khiến chúng sanh được rõ hơn. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất muốn chúng sanh biết rõ tâm đại bi của Bồ Tát, muốn chúng sanh biết rõ Bồ Tát đem lại cho họ vô lượng lợi ích nên mới hỏi Phật như trên. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất nhờ ân đức của Phật mà phá được các tà kiến, vào được Phật đạo, nên Ngài muốn đền đáp ân đức của Phật mà hỏi Phật như trên. Lại nữa, xét tột cùng, Ngài Xá Lợi Phất ở trong hàng Thanh Văn chẳng sao hiểu rõ được các việc làm của Bồ Tát nên mới phải hỏi Phật như vậy. Vì sao? Vì pháp của Bồ Tát thậm thâm vi diệu mà Ngài tự thấy mình chưa biết hết được nên mới hỏi Phật như trên. Vì như nghe nói có người thấy được kho bảo vật mà mình chưa được thấy nên phải hỏi vậy. Kinh: Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm đã tu 6 pháp Ba La Mật, đã an trú trong 3 giải các môn không vô tướng vô tác, lại còn an trú trong bất thối chuyển địa dẫn đến thanh tịnh Phật đạo nên thắng hơn hết thảy các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Luận: Hỏi: Cả ba sự việc này ở phẩm sau mới nói đến, sao lại nói ở trước như vậy? Đáp: Vì Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi nên Phật lược nói ra như vậy, và các phẩm sau Phật mới nói rộng thêm. Lại nữa, ở phẩm này chỉ nói nhiều về ba giải thoát môn không vô tướng vô tác, về sau sẽ nói rộng thêm về các công đức khác của Bồ Tát. Hỏi: Ba giải thoát môn là ba cửa dẫn vào Niết Bàn, nay vì sao lại nói Bồ Tát trú trong ba giải thoát môn nên thắng hơn hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật? Đáp: Nếu chẳng tu các lực phương tiện mà trú trong ba giải thoát môn, tức là thủ chứng Niết Bàn, trái lại Bồ Tát tu đầy đủ các lực phương tiện nên tuy trú trong ba giải thoát môn mà chỉ dùng các pháp môn này làm lực phương tiện để chuyển tâm chúng sanh mà thôi. Ý như người bắn tên giỏi, bắn liên tục các mũi tên lên không trung, dùng lực phương tiện của mũi tên sau để đẩy mũi tên trước, khiến các mũi tên trú trong hư không chẳng rơi xuống đất. Cũng vậy, Bồ Tát dùng lực phương tiện ba giải thoát môn bắn mũi tên trí huệ khiến chẳng cho rơi xuống đất Niết Bàn. Bồ Tát tuy biết Niết Bàn an lạc nhưng chẳng trú Niết Bàn, vì Bồ Tát thường cầu đại sự, trên cầu vô thượng Bồ Đề, dưới cầu hóa độ chúng sanh. Bồ Tát biết rõ thời gian nhưng chẳng bị thời gian trói buộc, bởi vậy từ sơ địa dẫn đến Phật địa, Bồ Tát mãi mãi lo hoằng pháp độ sanh, chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Bồ Tát biết rõ các pháp vốn bất sanh bất diệt nên nơi đó làm bất thối chuyển địa, rồi lại trú nơi bất thối chuyển địa mà giáo hóa chúng sanh, dẫn đến thanh tịnh Phật đạo. Lại nữa, Bồ Tát trú nơi ba giải thoát môn, thông suốt cả bốn đế, biết rõ hết thảy các pháp Thanh Văn và Bích Chi Phật, lại vượt qua bốn đế vào đệ nhất đế, là nơi trú xứ của hết thảy các pháp nhất thiết pháp bất sanh bất diệt vậy. Bồ Tát trú nơi đệ nhất đế, tận trừ các nghiệp thô ác ở thân khẩu ý, diệt hết thảy các lỗi lầm từ trước về các pháp, nên trú trong thanh tịnh Phật đạo. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát trú ở địa nào mà hay làm phước điền cho hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật? Luận: Ngài Xá Lợi Phất biết rằng Bồ Tát tuy chưa lậu tận mà đã có đại công đức, đã có dụng phước điền cho hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, do thâm tâm cung kính Bồ Tát mà Ngài hỏi Phật như trên. Kinh: Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm dẫn đến khi tọa đạo tràng, thường hành 6 pháp Ba La Mật, trong khoảng chặng giữa ấy thường làm phước điền cho hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Luận:
Phật khai thị cho ngài Xá Lợi Phất rõ về nghĩa ruộng phước Bồ Tát, Bồ Tát phước điền. Tùy Bồ Tát chú trong ba giải thoát môn đồng như Thanh Văn và Bích Chi Phật, nhưng Bồ Tát dùng tâm đại bi làm việc lợi tha, còn Thanh Văn thì chẳng làm được như vậy. Bồ Tát phát đại tâm, tu 6 pháp ba la mật, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, đầy đủ hết thảy thật pháp nên thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Kinh: Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm đã có nhân duyên với thế gian, nên các thể pháp thế gian mới phát sanh được. Luận: Trước đây Phật đã nói về Bồ Tát dùng nhân duyên lợi ích chúng sanh để làm phước điền cho hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nay Phật nói Bồ Tát vì nhân duyên lợi ích chúng sanh mà khiến cho các thiện pháp ở thế gian được phát sanh. Vì sao? Vì từ khi chưa thành Phật, Bồ Tát đã phát đại tâm độ chúng sanh trú vào trong ba thừa đạo. Còn nếu chưa trú được trong ba thừa đạo thì cũng trú trong 10 thiện đạo mãi cho đến khi viên thành đạo quả. Hỏi: Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng có nhiều phương tiện nhân duyên với thế gian, dẫn dắt chúng sanh vào các thiện pháp. Như vậy vì sao chỉ nói đến Bồ Tát làm phát sanh các thiện pháp ở thế gian? Đáp: Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật nếu có thành tựu được các thiện pháp thì cũng nhờ nơi Bồ Tát. Nếu Bồ Tát chẳng phát tâm làm các Phật sự thì ở thế gian chẳng có được Phật đạo, chẳng có Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo vậy. Phật đạo là căn bản của Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo. Thế nhưng ở nơi Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo còn quá ít thiện pháp so với Bồ Tát đạo nên chẳng có nêu ra ở đây. Kinh: Này Xá Lợi Phất, những pháp gì gọi là thiện pháp? Đó là 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 5 căn năng lực, 7 sắc chi, 8 thánh đạo. Do nhân duyên có Bồ Tát mới có các thiện pháp ấy hiện ra ở thế gian, lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát phát tâm tu 6 ba la mật mới có 10 lực, 4 vô úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, nhất thiết chủng trí ở thế gian. Hết thảy thiện pháp hiện ra ở thế gian đều do Bồ Tát vận hành cả. Lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát mới có những đại tộc sát đế lợi bà la môn cư sĩ, mới có các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Hết thảy các thành quả đó đều do Bồ Tát vận hành cả. Lại cũng do Bồ Tát vận hành mà ở thế gian có Tu Đà Hoàn, có Từ Đà Hàm, có A Na Hàm, có A La Hán, có Bích Chi Phật, dẫn đến có Phật. Luận: Hỏi, nói do Bồ Tát vận hành mà ở thế gian có các thiện pháp thì còn hợp lý. Có nhân nói, các đại tộc sát đế lợi, bà la môn cư sĩ thì dù có Bồ Tát hay không có Bồ Tát, các đại tộc ấy vẫn có, như vậy vì sao nói do Bồ Tát vận hành mới có? Đáp: Do nhân duyên có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh mà trong thế gian mới có 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới. Cũng do vậy mà các đại tộc kia mới có vậy. Hỏi: Nếu không có Bồ Tát thì thế gian vẫn có 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới, vẫn có các đại tộc, sao lại nói là không? Đáp: Bồ Tát thọ vô lượng, vô biên thân ở khắp vô lượng, vô biên thế giới. Có vị do thọ nghiệp nhân duyên mà sanh thân, có vị thọ biến hóa thân để giáo hóa chúng sanh, dạy chúng sanh tu các thiện pháp gồm các pháp xuất gia và các pháp tại gia. Đối với hàng cư sĩ tại gia, Bồ Tát hành các pháp thế gian nhằm giúp họ duy trì được đạo đức thế gian. 7. Nhân duyên vậy nên nói do có Bồ Tát mới có các thiện pháp, mới có các đại tộc sát đế lợi, bà la môn, cư sĩ ở trong thế gian. Hỏi: Bồ Tát có tâm đại từ đại bi, thường hành các pháp thanh tịnh, như vậy vì sao Bồ Tát lại nói chuyện thế tục, lại hành pháp thế gian? Đáp: Có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát hành đại từ bi, trực nhập Bồ Tát đạo, hạng Bồ Tát bại hoại. Hạng Bồ Tát này có tâm từ bi nhưng chẳng có đầy đủ giải thoát, nên dù thấy chúng sanh đau khổ mà chẳng làm được nhiều lợi ích cho chúng sanh. Ngoài ra còn có hạng Bồ Tát tại gia, hạng Bồ Tát này tuy chưa có hạnh thanh tịnh nhưng có tâm từ bi thương xót chúng sanh, lo việc trị nước an dân mà chẳng có tham cầu lợi lộc riêng cho mình. Hạng này có nhiều lúc cũng có làm nhiễu loạn chúng sanh, như dùng pháp luật trừng trị kẻ xấu ác, vân vân. Thế nhưng vì có công đem lại sự an bình thịnh vượng cho đất nước nên cũng được gọi là Bồ Tát. Tuy nhiên vì chưa được thanh tịnh nên vẫn còn là Bồ Tát bại hoại. Lại nữa, có người do tu hai thừa đạo là đạo làm người nhân thừa và đạo làm trời thiên thừa mà có thể thành tựu được các thiện pháp. Đó cũng là do vận hành của Bồ Tát mới có được.
Vì sao? Vì nếu chẳng có Bồ Tát dạy cho các biện pháp thì thế gian chẳng có được hai thừa đạo vậy. Bồ Tát đem lại nhiều lợi ích cho thế gian, là dụng phước của thế gian khiến hai thừa đạo được thành tựu ở thế gian vậy. Tóm lại, Bồ Tát có đại công đức nên được thế gian cung kính cúng dường. Mặc dù Bồ Tát còn lưu kiết sử, nhưng do đã có tu vô lượng phước đức, trải qua vô lượng kiếp, nên tiêu được các phẩm vật của tín thí cúng dường. Nếu chẳng như vậy, thì sao tiêu được các phẩm vật của tín thí cúng dường được? Ví như người bệnh nặng chẳng có thể tiêu hóa được các thức ăn ngon vậy. Kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã thanh tịnh rồi, vì sao còn thọ phước thí nữa? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, chẳng phải vậy, tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh. Luật, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã vì chúng sanh hành bố thí cúng dường, xem đó là pháp tối thắng. Vì sao? Vì trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phát tâm đại bi, nguyện vì chúng sanh thọ các khổ, để đem lại lợi ích cho họ, khiến họ được giải thoát. Lại nữa, Bồ Tát muốn giữ gìn Phật Pháp, muốn được đại trí huệ, muốn khiến thế gian tức Niết Bàn nên thường hành bố thí, cúng dường. Bởi nhân duyên vậy, nhân kinh nói, tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh, do vô lượng phước duyên như vậy mà Bồ Tát tiêu được các phẩm Phật cúng dường của hàng tín thí. Kinh Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahātát là đại thí chủ, bố thí các thiện pháp như 10 thiện đạo, 5 giới, 18 bất cậu pháp, dẫn đến hết thảy chủng trí, hết thảy các thiện pháp đó, Bồ Tát đều bố thí cho chúng sanh. Luận trước nói về do nhân duyên có Bồ Tát mà có các thiện pháp ở thế gian, này nói Bồ Tát là vị đại thí chủ, bố thí các thiện pháp cho chúng sanh, như vậy là hai vấn đề sai khác nhau. Kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào mà tu tập đúng theo Bát Nhã Ba La Mật, và làm thế nào để được tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật? Luật, trước đây đã nói Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật trong một ngày cũng đã thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bởi vậy nên Phật tán thán Bát Nhã Ba La Mật và dạy rằng các công đức của Bồ Tát đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả. Ngài Xá Lợi Phất biết rõ Bát Nhã Ba La Mật rất khó tu, rất khó được, rất khó thọ trì. Ngài lại sợ người tu hành rất dễ bị lầm lạc nên mới hỏi Phật, Bồ Tát làm thế nào để tu tập đúng theo Bát Nhã Ba La Mật và làm thế nào để tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật? Ngài vì chúng sanh hỏi Phật như vậy để mong được Phật giải đáp rõ hơn. Kinh Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập sắc không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, phải tu tập thọ tưởng hành thức không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập nhãn không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, phải tu tập nhĩ tỷ thiệt thân ý không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập sắc không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, phải tu tập thanh hương vị xúc pháp không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập nhãn giới không, sắc giới không, nhãn thức giới không, dẫn đến ý thức giới không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập khổ không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, phải tu tập tập diệt đạo không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập vô minh không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, phải tu tập hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sành lão tử không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng, lại phải tu tập hết thảy pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi cũng đều không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng. Luận, năm ấm gồm sắc thọ tưởng hành và thức. Một sắc ấm pháp có thể thấy được gọi là sắc pháp, do các nhân duyên hòa hợp mà có nên có đối và được gọi là hữu đối sắc. Pháp tuy chẳng thấy được nhưng do nhân duyên hòa hợp mà có cũng được gọi là hữu đối sắc. Pháp có thể thấy được gọi là sắc, nếu trong mười nhập chỉ nhiếp có một thì vẫn còn ở trong nghiệp không tạo tác, vô tác nghiệp nên được gọi là sắc chẳng thể thấy được, vô kiến sắc. Hữu đối sắc nhiếp cả mười nhập, vô đối sắc chỉ là vô tác sắc. Phân biệt giữa hữu lậu sắc và vô lậu sắc cũng là như vậy. Trong kinh có nói đến ba thứ sắc, đó là pháp thấy được và có đối gọi là hữu đối sắc. Pháp vô hình chẳng thấy được nhưng có đối cũng gọi là hữu đối sắc. Pháp vô hình chẳng thấy được cũng chẳng có đối thì gọi là vô đối sắc. Bởi vậy nên biết rằng chẳng phải chỉ các pháp do mắt thấy được mới gọi là sắc, mà mười xứ trong và ngoài nhập với nhau, tức là năm căn, duyên năm trần, khởi sanh năm thức, đều do sắc làm nhân cả,
dẫn đến vô tác sắc ở nơi tâm, cũng gọi là sắc. Trong kinh cũng có nói đến các phiền não hiện lộ ra nơi thân của chúng sanh, gọi là phiền não tướng. Do nhân duyên hòa hợp mà có nên các tướng phiền não cũng được gọi là sắc tướng vậy. Trong kinh lại phân biệt các nhóm gồm hai hoặc nhiều thứ sắc. Nhóm gồm hai thứ sắc như nội sắc và ngoại sắc, sắc có thọ và sắc không thọ, sắc trói buộc và sắc không trói buộc, sắc sanh tội và sắc sanh phước, sắc tạo nghiệp và sắc không tạo nghiệp, sắc thấy được và sắc không thấy được, sắc có đối và sắc không có đối, sắc hữu lậu và sắc vô lậu, vân vân. Nhóm gồm ba thứ sắc như sắc thiện, sắc bất thiện và sắc vô ký, sắc hữu học, sắc vô hữu học và sắc phi hữu học, phi vô học, dẫn đến có kiến đế đoạn sanh sắc, tư duy đoạn sanh sắc và vô tâm đoạn sanh sắc, vân vân. Nhóm gồm bốn thứ sắc như đất, nước, gió và lửa, bốn đại, nội sắc có thọ, nội sắc không thọ, ngoại sắc có thọ và ngoại sắc không có thọ, vân vân. Nhóm gồm năm thứ sắc như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, năm căn, sắc thành hương vị và xúc, năm trần, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm thức ngoài, vân vân. Nhóm gồm 6 thứ sắc, 7 thứ sắc, vân vân. Như vậy có vô lượng nhóm gồm nhiều thứ sắc, lại có phân biệt hai thứ sắc là sắc động và sắc không động. Sắc động như gió làm mặt nước dao động, làm cây cỏ lay chuyển, như nam châm hút vụn sắt, như các loại trân châu, sa cử, mã não cứ đêm đến thường hay di chuyển, vân vân. Lại có phân biệt hai thứ sắc là sắc thô và ảnh tượng sắc. Sắc thô là sắc có thể thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc chạm được, ví như đất đá, vân vân. Ảnh tượng sắc do các nhân duyên bên ngoài hợp sanh, chẳng phải tự có thật như vậy, ví như soi mặt vào trong dầu, thấy ảnh của mặt màu đen, đó chẳng phải là màu sắc của mặt. Lại ví như soi mặt vào lưỡi gươm dài để nằm ngang, thấy ảnh của mặt dẹp và rộng ngang hơn. Lại ví như soi mặt vào lưỡi gươm dựng thẳng đứng, thấy ảnh của mặt kéo dài theo chiều dọc. Lại ví như soi mặt vào một hạt kim cương nhiều mặt, thấy mặt có nhiều ảnh, màu sắc và hình dạng khác nhau. Lại ví như khi có gương đứng yên, có mặt người soi gương, có ánh sáng, có đầy đủ các duyên đó hòa hợp, thì mới có ảnh của mặt hiện ra trong gương. Nếu chẳng có mặt, chẳng có ánh sáng, hay nếu có mặt có ánh sáng mà gương cứ quay tiếp mãi, thì chẳng có thể soi mặt trong gương được. Lại cũng có thể do nghiệp nhân duyên của từng chúng sanh từ đời trước truyền lại mà tạo ra nhiều ảnh tượng sắc vô cùng khác lạ, chẳng có thể nghĩ bàn được. Như vậy có vô lượng sắc nên gọi là sắc chúng. Hai, thọ ấm. Thọ ấm là do nhân duyên nội thân và ngoại cảnh duyên nhau mà khởi ra các niệm muốn thấy biết, ví như do nhãn căn duyên ngoại sắc khởi sanh nhãn thức, do căn trần hòa hợp mà khởi sanh tâm sở xúc. Tâm sở xúc lại duyên sanh ra hết thảy các tâm sở khác, đó là nguồn gốc sanh ra thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm vậy. Hỏi, ở ngay nơi nhãn thức đã có xúc và cũng đã có cả ba ấm, như vậy vì sao chỉ nói xúc là nhân duyên dẫn sanh ra ba ấm đó? Đáp, đây chỉ nói nhân duyên xúc dẫn sanh ra ba ấm, không nói đến nhân duyên xúc sanh ra nhãn kiến. Vì sao? Vì nhãn thức liền sanh là liền diệt, chỉ trú trong một niệm cùng với ý thức vi tế mà duyên khởi phân biệt. Bởi vậy nên không nói nhãn thức làm nhân duyên cho ba ấm đồng sanh, mà chỉ nói có xúc mới sanh ra ba ấm thọ, tưởng và hành. Sao pháp do nhân duyên hòa hợp sanh thì các tâm và tâm sở pháp cũng đều là như vậy cả. Phải có các căn trần và thức hòa hợp duyên xúc mới sanh ra ba ấm thọ, tưởng và hành. Như vậy có xúc mới có sanh, không có xúc thì không có sanh ba ấm đó. Riêng về thọ ấm phân biệt nói như sau. Từ một tướng thọ dẫn sanh ra các nhóm có hai thứ thọ hay nhiều thứ thọ. Nhóm gồm hai thứ thọ như thân thọ và tâm thọ, nội thọ và ngoại thọ, thô thọ và tế thọ, viễn thọ và cận thọ, tịnh thọ và bất tịnh thọ, vân vân. Nhóm gồm ba thứ thọ như thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, thọ thiện, thọ bất thiện và thọ vô ký, thọ học, thọ vô học và thọ phi học, phi vô học, dẫn đến có kiến đế đoạn sanh thọ, tư duy đoạn sanh thọ và vô tâm đoạn sanh thọ, thọ dục giới kế, thọ sắc giới kế và thọ vô sắc giới kế, vân vân. Nhóm gồm bốn thứ thọ như nội thân thọ, ngoại thân thọ, nội tâm thọ và ngoại tâm thọ.
lại có bốn chánh cần, bốn như ý túc, vân vân, nhóm gồm năm thứ thọ như thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả, vân vân. Người tu hành khi đã đoạn được các triền cái là thấy được thọ tương ưng với đoạn khổ rồi vậy. Nhóm gồm sáu thứ thọ như sáu thức tương ưng với sáu trần khởi sanh ra sáu thọ. Lại nữa do ý thức phân biệt dẫn sanh có 18 thứ thọ. Ví như nhãn thấy sắc rồi tư duy phân biệt sanh các tâm hoặc ưu hoặc hỷ hoặc xả đối với nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng là như vậy, tổng cộng có 6 nhân 3 bằng 18 thứ thọ. Lời 18 thứ thọ nêu trên đây lại phân biệt có tịnh, có cấu, lập thành 8 nhân 2 bằng 36 thứ thọ. Nếu xét trong cả 3 đời thì có 36 nhân 3 bằng 108 thứ thọ. Nếu hút rộng phân biệt hết thảy các nhân duyên sanh thọ thì có vô lượng tâm thọ nên gọi là thọ chúng. 3. Tưởng ấm. Phật thuyết có 4 thứ tưởng, đó là tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng. Nếu giác biết được các pháp nhỏ, tiểu pháp như thiểu dục, thiểu tín, vân vân mà duyên khởi sanh tưởng thì gọi là tiểu tưởng. Lại nữa, tưởng buộc vào cõi dục thì gọi là tiểu tưởng, tưởng buộc vào cõi sắc thì gọi là đại tưởng, tưởng buộc vào cõi vô sắc thì gọi là vô lượng tưởng, tưởng buộc vào vô sở hữu xứ thì gọi là vô sở hữu tưởng. Lại nữa, tưởng tương ưng với phiền não thì gọi là tiểu tưởng, tưởng tương ưng với vô lậu cấu thì gọi là đại tưởng, tưởng được thật tướng các pháp thì gọi là vô sở hữu tưởng, khi được vô lậu tưởng thì gọi là niết bàn tưởng, là vô lậu pháp vậy. Lại nữa, có 6 thứ tưởng là nhãn xúc tương ưng sanh tưởng, nhĩ xúc tương ưng sanh tưởng, tỷ xúc tương ưng sanh tưởng, thể thức tương ưng sanh tưởng, thân thức tương ưng sanh tưởng, ý thức tương ưng sanh tưởng. Nếu rộng phân biệt hết thảy các nhân duyên sanh tưởng thì có vô lượng thứ tưởng nên gọi là tưởng chúng. 4. Hành ấm. Phật dạy hết thảy các pháp hữu vi đều biết về hành ấm. Hành ấm do thần khẩu và ý tạo nên,